Dạ, xin chào mọi người và con chào chú Kha. À, em chào anh Quyền nha. Vì đây là cái lô Mỹ Hồng mà sắp tới con sẽ giao cho chú và anh ha. Thì cũng mời mọi người, mời chú anh xem là cái lô cây của mình ha. Thì cũng sẵn giới thiệu với mọi người luôn. Thì lô này là chú và anh đặt thì khoảng một tháng nữa mình sẽ giao ha. Đấy, cây như thế này. À, cái lô này thì cái tược đọt nó nhiều nè chú. À, đây, cỡ cỡ như thế này mọi người. À, nó ra rễ rồi nè. Mà vẫn còn dưỡng ở trong nhà lưới. À, ít hôm nữa thì mình tháo lưới ra luôn. Thì sẵn cũng giới thiệu với mọi người ha. Thì mọi người có nhu cầu đặt cây á thì có thể liên hệ với mình. À, có thể là cái cỡ này nếu mà mọi người thích á, thì có thể là mình giao ngay luôn cũng được. À, vì này nó cũng ra rễ rồi. Còn nếu người muốn chắc ăn hơn á thì có thể là để cho mình nuôi thêm, cái việc đặt đó rồi mình nuôi thêm khoảng tháng gì đó, cho cây nó lên tược đồ ngon lành rồi mình giao cho mọi người ha. Thì số lượng, giá cả, phương thức giao dịch đó mọi người có thể là gọi cho mình qua số điện thoại là 0917072138. Đó. Mình xuất ra đều đều như thế này mọi người, một đợt là khoảng vài nghìn cây như thế này nè. Đó. Cái lô này thực đọt nó nhiều nè mà nó hơi thấp, mà chú Kha chú lấy cái lô này chú chờ con nó hơi lâu lâu chút mà chú. À, rồi mình chào mọi người nhé.